chào quý cô chú, quý anh chị nha. Hôm nay mùng 8 Tết ha. Út Hà rủ Long Phụng đi chùa, sẵn tiện đi lên kinh làng cầu số 5 để quay hoàn cảnh để thăm hai mặt Mạnh Thường Quân, để thăm hoàn cảnh luôn. Giờ đi tới Cần Đăng rồi, ghé cho với Phụng ăn bánh khọt. Bánh khọt ta béo mới ngon, béo quá trời. Béo hả? Không ăn nó. Béo không? Không ăn. Béo không? Bởi vì sợ béo, bởi vì ốm rồi, ta thích ăn béo ta mới mập. Qua với nuôi heo giờ. Có ai nhường cầm ăn không? Ai biểu nhường? Thì mình cũng phải ăn cho no đi rồi. Người ta cũng có phần ăn chứ gì đâu mà nhường. Ví dụ như nó ăn thiếu thì kêu thêm một phần nữa, chứ mắc gì phải nhường. Biết không? Thôi tôi không ăn rồi. Ví dụ giờ á, mỗi người một phần mà con nhường cho nó ăn chi. Ví dụ như giờ con cảm thấy chồng mình ăn không đủ, kêu thêm một phần nữa cho chồng ăn. Còn phần mình mới ăn cho dứt điểm. Mình mới lo cho thân mình á. Tối ngại gì cũng nhường cho chồng không à. Rồi cái mình ốm nhách rồi mình chết queo, rồi bỏ chồng lại cho người ta hưởng ha. Vậy á. Phúc Hà cũng lên ký nữa nè. Hà cỡ này cũng lên ký nữa. Bảy cái máy làm bình bình là được rồi đấy. Tám ký dành tám ký. Giờ tám chục rồi đó hả? Dành tám chưa? Ờ. Để cho ông Phụng nó nhường thêm lúc nữa lên tám chục ký, giờ nào đủ tạ tính luôn. Phụng nhiêu ký? Phụng chắc, Phụng chắc giờ còn 32 ký. Hả Phụng? Họ lặn nhiêu ký? Lặn 35 ký rưỡi. Kì đó, 37 ký đó. Lúc có bà Phụng nhà 37 ký đó. Giờ còn 32 ký. Chắc còn có 3 ký à. Phụng vậy chơi vợ quá. Ủa chán gì ai kêu mình không chịu ăn. Người ta nói vậy cho mình ăn nhiều vô, cho mập mạp lên mới đẹp, biết không? Người ta mập mạp lên, người ta bận quần áo cũng đẹp nữa, mặt mày nó cũng tròn trịa lên. Kể hồi lần đó mập lên thấy nó trắng lên, ai cũng khen đẹp hết trơn, nhớ không? Nhớ không? Chào khán giả các coi. Mặt buồn heo. Tại vì chồng con nói vậy cho con ăn, biết không? Chứ không phải nó chê con. Con phải cố gắng làm cho đẹp lên nhá. Ăn nhiều vô. Ăn, con có đi không? Con có đi không? Đi đâu? Ừ, phải rồi đó. Đi đâu hả? Giờ đi phim rồi chứ không đi bánh số. Ở không làm gì nữa? Mời đi về ghé chùa về trẻ mồ côi. Vậy không còn vợ, con muốn hả? Không á. Con có ai, giờ con có ai? Con Long. Nó con Long là mời, nó không nhìn con nữa nha. Vậy thôi, con ăn nha. À, cái thằng đó nó gặp Phụng rồi, nó chạy lại nó theo rồi, nó kêu mẹ, mẹ nó theo Phụng rồi, ngộ chứ. Đó, nó có gì với Phụng. Phụng nó ẩm còn hơ luôn, không khóc luôn trời. Lâu rồi. Lớn gì mới có mấy tháng chứ nhiêu. Mẹ vẫn không biết thăm con vậy chứ. Ta qua tới lui thăm hoài được mới được chứ. Nó càng đi bắt đứa đó. Bắt đứa đó hả? Mình phải hỏi xin đàng hoàng ơi, có sư cô mới đồng ý chứ đâu bắt ra vậy. Mà người ta phải có điều kiện, đủ điều kiện sư cô mới cho à. Chứ không phải ta cho con người ta đem ra ngoài đời khổ đâu. Nhà phải đầy đủ, đủ điều kiện đâu mà. Ừ. Nhà phải đầy đủ điều kiện nè. Rồi người ta mới, sư cô mới cho đem ra ngoài để nuôi cho ăn học tới lớn đồ. Còn đưa cho con nữa thì bán vé số với cha luôn à. Hả? Đưa hai chồng con nuôi em bé chắc bán vé số chắc luôn. Nó lớn mà cậu. Nuôi cho nó lớn được rồi hả? Nếu tao lớn, tao ở hôm đó là nuôi cũng tới lớn vậy, tao cho ăn học đàng hoàng luôn.
Chỉ có giờ con làm mẹ nó thích con, mỗi lần vô nó gặp con nó kêu mẹ mẹ, nó chạy lại thì con lại con bù đắp cái khoảng trống đó cho nó vui thôi. Đúng không? Kêu có được mẹ, ai nó có được mẹ đó. Ai ai như ai phải ăn đâu. Ai. À, mẹ ơi. Gì dạ. Cái gì? Đâu? Trời. Con bụng nó la. Tưởng đâu cái lá gì đó bây giờ cái con. Tôi cũng tưởng đâu cái lá này bay lại. Con tự với mình bụng luôn. Hên đó Phụng ơi. Hên đó chúng sống. Ờ Phụng nó la cái chế giới luôn. Ôi con một cào gì ngộ vậy. Cái cánh đẹp quá ha. Tôi tưởng cái lá cải không à. Cải đó. Phụng cũng tưởng cái lá cải. Tôi tưởng cái gì đâu mà. Bóc vô là con nằm một cào. Bóc vô đụng cái mình nó mới giật mình đó. Phụng nó la một cái. Ờ gian cái lá hả. Quá đẹp rồi. Nuôi ơi. Thiệt chứ con mồ cạo đẹp thiệt ha. Nhanh hả. Ê cho tao đi Long. Mà lấy gì đựng vậy. Bọc ngập hả chết sao. Xin cái bọc khoét lỗ bỏ vô. Mà đem về chắc nó cũng chết. Mà chết tội nữa. Mà nó ăn gì. Ai biết. Thôi thả cho đi. Thả cho nó ra thiên nhiên đi. Đưa để xuống bàn rồi Long. Chẳng bàn rồi. Con này con gì đẹp quá cả nhà ơi. Nó đeo cho mình rụng rụng là cái ớ nè. Nhìn nó gian lá. Ờ. Tôi tưởng đâu cái lá cây trên đó nó rụng bay vô sao tự nhiên. Nhìn tới đâu cái lá gì không? Rồi con cụ bóc vô biết nó là nào thì mình bỏ đi đây. Con này đẹp quá cả nhà. Con sành gì đó. Cà phê. Nó con sành đó. Con sành hả? Trời ơi, ngộ quá ha. Ừ, nó hiền cái lá nó. Trời ơi. Cái mình nó giống thịt là cái lá cây luôn á. Nãy giờ bình tĩnh chưa? Nghe nó ra một cái ớt. Nó nấu nó hiền quá. Đẹp thiệt chứ. Nè. Vàng cái lá. Cánh nó vàng lá. Màu. Chú đó nói là con sành chứ không phải con cào cào. Nó nói là con cào đó. Thôi lấy đẩy vô anh đây. Nó đẹp lắm. Con sành con ve. Kiếm cái bọc về để vô đi. Kiếm xin cái keo để vô á. Mình ngặt thì mình không biết nó ăn cái gì rồi sao nó sống. Cỏ. Ừ, có thể là nó ăn cỏ. Thì hồi cái bọc thì không? Cỏ, cỏ non á. Thôi thả cho người ta ra thiên nhiên đi, đem lại đó phóng sanh đi. Cho người ta khỏi chết đi, đem về chết nó còng giết mạng người. À. Hụn nó la cái đó, tôi tưởng biết mẹ tưởng gì không, mẹ tưởng trong cái miếng lá đó nó có con sâu cho nên con la thấy nó ba gớt xuống mà nó là cái miếng lá. Đợi lên cái cây đó thì nó mất mạng nó đợi lên cây đó cái thành cái lá luôn bây giờ cái lá tưởng Phụng nó tưởng mẹ tưởng đâu là cái miếng lá nó bay vô đó mà trong cái miếng lá đó nó có con sâu hay gì mà Phụng nó cầm mà nó giục mà nó la làng. Hết hồn, hết hồn. Vậy hả? Không nhập wifi rồi mày sợ biết chừng nào tới. Hết hồn à. Bụng hết nói chuyện luôn rồi. Để ngoài đường hả? Nó để trên cây á. Ờ. Bụng không hết nói chuyện luôn hả? Hết hồn hết nói chuyện luôn. Nó giả khờ quá, giả luôn. Tôi tưởng đâu cái miếng lá nó bay xuống mà con Phụng nó liền miếng lá ra nó la làng là mình nghĩ trong miếng lá nó có con sâu hay gì á, nó la làng. Ai về đâu nguyên cái con. Con gì quên rồi, con xanh. Đẹp chứ, con đó nó đẹp. Nhìn cánh bóc vô chúng với mình nó con mới hết hồn. Nghe nó là cái ớt.